trọng tài malaysia sau trận việt nam malaysia theo đó thì đúng nhưng phạt đền là sai cựu chủ tịch ủy ban trọng tài của liên đoàn bóng đá malaysia subsidin mohsallet nói trên báo tờ nhật báo tiếng mã lai utusan malaysia trọng tài sẽ không thổi phạt đền nếu trọng tài tính đến lỗi trước đó của cầu thủ việt nam việt nam lẽ ra không được hưởng quả phạt đền nếu trọng tài chính người nhật ruso sato chứng kiến pha phạm lỗi trước đó của cầu thủ chủ nhà Đào Văn Hậu với hậu vệ Malaysia Atram Amieras. Tuy nhiên, khi trọng tài Sato chọn cách tiếp tục trận đấu và xảy ra xô xát giữa cầu thủ hai bên, thì quả phạt đền lúc này lại là hợp pháp dù pha phạm lỗi xảy ra ngoài sân. Theo cựu chủ tịch ủy ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Malaysia, có hai kịch bản mà chúng ta phải hiểu trước tiên từ quan điểm pháp lý nếu pha phạm lỗi xảy ra ngoài đường biên ngang và gần khu phạt đền. Khi đó, bóng vẫn trong cuộc nên bất kỳ tình huống nào xảy ra gần khu vực cấm địa, trọng tài đều phải cho trận đấu bắt đầu lại bằng một quả phạt đền vì nó nằm trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, theo tôi, có pha phạm lỗi thứ nhất của cầu thủ Việt Nam, sau đó một pha phản ứng của cầu thủ Malaysia mà tôi không chắc lắm vì không thấy rõ trong video. Nếu pha phản ứng của cầu thủ Malaysia này phạm lỗi thì đáng nhận thẻ đỏ nhưng nếu trọng tài để ý đến pha phạm lỗi đầu tiên của hậu vệ việt nam thì đội malaysia sẽ được hưởng quả phạt trực tiếp vì vậy trận đấu đã phải được bắt đầu lại bằng một quả đá phạt vì pha phạm lỗi đầu tiên là do một cầu thủ việt nam xô đẩy và thẻ đỏ cho cầu thủ malaysia nếu đúng là anh ta có phản ứng là đá vào người cầu thủ việt nam tuy nhiên cựu chủ tịch ủy ban trọng tài của liên đoàn bóng đá malaysia từng làm mưa làm gió tại world cup vẫn khẳng định quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng nên bất kỳ kháng cáo nào mà malaysia muốn đưa ra cũng không làm thay đổi kết quả trận đấu ông cũng cho biết do aff cup không sử dụng công nghệ video assistant refer var nên kết quả như vậy như một lời nhắc nhở tất cả các trọng tài điều khiển giải đấu cần cẩn trọng hơn trong điều khiển các trận đấu sau sự việc này. Malaysia thua 0-3 trong trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình, nơi cả hai đội kết thúc trận đấu với 10 người mỗi đội. Nhiều tờ báo Malaysia công kích các quyết định của trọng tài Rizato khi rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Achams Amimiras Malaysia và cho tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền tờ Barista Herian, giật tít, Malaysia gục ngã quả phạt đền gây tranh cãi làm hoang ố kết quả trận đấu. Trong bài viết này, cây bút Chu Faizan bình luận, sau khi bị dẫn bàn, hộ Malaysia đã cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng tranh cãi đã nổ ra ở phút 59 khi trọng tài người Nhật Bản Sato Ryu cho Việt Nam hưởng quả phạt đền vì cho rằng Achams Amimuras phạm lỗi với đoàn văn hậu quyết định của trọng tài đã bị các cầu thủ Malaysia phản đối kịch liệt vì Adams Army không có pha xử lý thô bạo nào đối với văn hậu trong vòng cấm. Quả phạt đền gây tranh cãi này đã làm hoang ố kết quả trận đấu. Vẫn đang tiếp tục đeo bám đội tuyển Malaysia khi họ thất bại 0-3 trước Việt Nam tại sân Mỹ Đình với một quả phạt đền gây tranh cãi. Không hề thấy Atram phạm lỗi với Văn Hậu trong vòng cấm, nhưng đã xảy ra ẩu đả giữa hai cầu thủ này bên ngoài sân sau khi cả hai cùng ngã trong lúc tranh chấp bóng, báo Harian Metrovic, Báo điện tử Hizna Harian cũng nhận định tương tự. Malaysia đã nhận thất bại đầu tiên trong chiến dịch AFF Cup năm 2022 sau trận thua Việt Nam 0-3 ở Mỹ Đình. Tuy nhiên, chiến thắng của Việt Nam đã bị hoen ố bởi quyết định gây tranh cãi của trọng tài Richard Sato khi ông cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền và rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Atram Amir Miras, người bị cáo buộc phạm lỗi với đoàn văn hậu trong hiệp 2. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia ông Kim Bangon chúc mừng đội tuyển Việt Nam và cho biết thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo xứng đáng có chiến thắng. Ông Kim xin lỗi không thể chiến thắng để làm cho người hâm mộ Malaysia tự hào. Dù vậy, ông Kim cho biết các cầu thủ đã cố gắng tuân thủ chiến thuật. Ông không có gì phải phàn nàn. Đây là trận đấu thử thách và sau khi về khách sạn, ông sẽ tìm ra những lỗi của đội mình để cùng các cầu thủ khắc phục. Cầu thủ Stuart John Kiwin, số 8 của đội tuyển Malaysia, chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì đây là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Các bạn có tận dụng tốt cơ hội nhưng đội tuyển của chúng tôi thì chưa làm được trước câu hỏi về những quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng gì đến lối chơi của malaysia ông kim bangon nói khó cho tôi để đưa ra nhận định vì tôi chưa có bức tranh tổng thể về trận đấu sau trận khi về khách sạn tôi sẽ xem băng hình để rút kinh nghiệm hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ học hỏi được nhiều điều sửa sai và tiến bộ trong tương lai